Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin hôm nay. Rất vui vì có thể đem đến cho quý vị thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi phần tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Sương mịch và từ hy đề đại chiến, MC ghê gớm xứ đài bó tay trước tiểu hoa đán, xe bít. Sương Mịch vốn nổi tiếng với EQ cao khiến không ít người sợ mỗi khi tiếp xúc với cô vì ngại bị thua thiệt. Có thể nói, trong số các tiểu hòa đán xe biết, Sương Mịch là người có chỉ số EQ, cao và liên tục có những phát ngôn ấn tượng. Khả năng xử lý tình huống của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các phóng viên báo chí và người hâm mộ. Mới đây, MC từ Hay để còn gọi là Tiểu S vừa được lĩnh hồ sự khéo léo của Sương Mịch. Cụ thể, trong đoạn phỏng vấn ngắn của Sương Mịch và Tiểu S trong một show truyền hình năm 2020 vừa xuất trở lại, theo đó, Tiểu S là MC chính của chương trình. Cô vốn nổi tiếng là ăn nói bá đạo, thẳng thắn và không ít lần khiến khách mời phải câm nín. Nhưng Tiểu S đã lầm khi chọc phải xương Mịch. Được biết trong đoạn video Tiểu S thẳng thắn tuyên bố, từ đầu tới cuối show cô ấy vẫn luôn có thái độ khiêm tốn nhỏ nhẹ. Vậy nhưng tôi thì luôn trung thành với kiểu xéo sắc ghê gớm từ trước tới nay. Fan của Dương Mịch lại rất đông, tôi chỉ lo sau khi tập này lên sóng, người hâm mộ sẽ nghĩ tôi bắt nạt cô ấy mất. Đáp lại đàn chỉ, chỉ một giây sau đó Sương Mịch chốt lại bằng một câu không thể chất hơn. Cái này, chỉ không phải lo lắng đâu, họ chắc chắn là nghĩ như vậy mà chỉ. Sau khi nghe câu trả lời của Sương Mịch, Tiểu S đập bàn than thở rằng Đấy, tôi đang nghĩ rằng mình chắc chắn không thể dùng chiêu này với Sương Mịch. MC ghê gớm nhất xứ đài chỉ biết cười trừ lắc đầu. Màn tung hứng của Từ Hỷ Đề và Sương Mịch thực sự gây sốt trên mạng. Các fan càng dành nhiều lời khen ngợi cho tiểu hoa đán xe buýt có thể nói, Dương Mịch rất giỏi đấu khẩu với người khác mà không sợ bị thua thiệt. Nhiều anti-fan từng quyết định chuyển sang hâm mộ cô cũng vì tài ăn nói của người phụ nữ này. Trước đó, từng có phóng viên cố tình gây chú ý khi hỏi đến chồng cũ Lưu Khải Uy, Dương Mịch cũng có cách trả lời rất thông minh. Được biết, phóng viên này hỏi rằng Dương Mịch hiện tại gọi Lưu Khải Uy là gì? Tiểu Hòa Đán sẽ biết đã rất khôn kháo, tuyên bố rằng Uy ca, Câu trở lại này vừa thuyết phục được phóng viên vừa thể hiện sự tôn trọng của Sương Mịch dành cho chồng cũ.